Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 5 trong loạt clip luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 5 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập hai tay với những động tác đánh số 8 ở clip 4 vừa rồi. Trước tiên, chúng ta cũng cứ cầm côn cách khoảng 2cm. Đó, 2cm đầu côn. Sau đó chúng ta tập đánh số 8 ngược từ dưới lên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn Đức. Bạn Đức đứng ở giữa màn hình. Đó, đánh ngược từ dưới lên là vị up. Đó, đánh ngược dưới lên sẽ là như thế này. Đều tốc độ nhá. Thôi, giờ sẽ là động tác đánh thuận từ trên xuống. Đây, đánh số 8 thuận từ trên xuống có nghĩa là như thế này. Và mình dừng lại nhé, đánh nguyên này, sẽ như thế này nhé. Mình sẽ đánh xuống, sau đó là vào trong này, ra ngoài, vào trong, ra ngoài, vào trong, ra ngoài. Nó sẽ là như vậy, đây là thuận từ trên xuống nhé. Đấy, đánh nhé. Đó, rồi bạn Đức thực hiện này, quý up. Bạn Đức quay lưng lại. Đợi chút. Quay cho các bạn đánh số 8 ngược từ dưới lên. Up. Đó, các bạn tập theo như thế này nhé. Đánh từ dưới lên nhé. Tập từ dưới lên. Bạn Đức tập chậm tốc độ này. Đó. Đó. Bây giờ bạn Đức đánh số 8 thuận từ trên xuống, số 8 ngang thuận từ xuống, up, bổ. Đó, sẽ bổ như vậy đấy. Thôi, bạn Đức xoay ngang. Xoay ngang cho các bạn xem, chú ý, ngược từ dưới lên, up. Các bạn tập tốt ở clip 4 rồi thì clip 5 này không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà chúng ta tập cùng lúc rồi. Ôi, chúng ta đánh từ trên xuống nào. Thuận nào, up. Tập hai tay cùng lúc đấy. Đánh số 8 dọc cùng chiều đấy nhá, đánh như sau này. Khi số 8 dọc này nó sẽ nghịch với thuận, nó sẽ là đảo nhau. Đây, ví dụ chúng ta đánh ở ngoài vào thì cùng hai côn cùng chạy ngoài vào như này, sau đó lên trên. Đó, đó lại lần lên trên rồi xuống dưới nào, tiếp tục nào. Đấy, tiếp tục liên tiếp để thành số 8 này. Đó, bạn cũng được đứng dịch ra giữa màn hình nhỉ. Đấy, các bạn có nhìn rõ không? Cái này rất là quan trọng nhá. Nào, lại nào. Đó. Cái động tác này rất là quan trọng và các bạn cần phải tập được tốt thì sau này rất là liên quan đến nhiều động tác chiến đấu và biểu diễn nghệ thuật cũng có luôn. Nó phải cùng tốc độ. Ôi, và đánh ngược lại nào. Đúng rồi. Đây. Nãy là bảo đánh như thế này. Ở ngoài vào, rồi lên, ngoài vào rồi lên. Bây giờ bạn cần đánh như này. Xoay trong, ngược lại, xoay trong, ngược lại. Bạn để hai tay gần như là chéo nhau như thế này nhé. Sau đó xoay một số 0 như này. Hiểu chưa? Được. Đấy, ok. Đứng ra giữa màn hình vừa làm nhé. Xoay số 0 này. Đấy, chính xác. Đó.
Ôi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ tập động tác cầm nghịch thân côn. Cầm ngược lại, giơ thẳng ra, đúng rồi. Sau đó chúng ta đánh số 8 ngang nghịch từ dưới lên cùng chiều. Đó. Đấy, ngoài trong, ngoài trong, ngoài trong, ngoài trong. Chính xác là như vậy các bạn nhé. Ôi, bạn đánh từ trên xuống nào. Bổ trên xuống, chính xác. Cái bổ trên xuống này cần ngoáy cổ tay rất tốt. Đấy là những động tác đánh số 8 cùng lúc hai tay tại clip 5 này mình hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.